Vâng, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xem lịch thi. Một số bạn có thể coi cái hướng dẫn của mình thì không hiểu. Bây giờ mình sẽ làm trực tiếp. Các bạn có thể vào thẳng bằng cái đường link mà mình đã cho. Còn nếu mà bạn nào không biết thì các bạn cũng có thể lên Google và tìm theo từ khóa đó là lịch thi UH. Thì nó cũng nằm ngay cái dòng đầu tiên luôn, và xem lịch thi UH. Thì sau khi các bạn truy cập vào cái trang, nó sẽ được một cái trang như thế này. Các bạn chọn vào mã sinh viên chỉ dành cho tín chỉ, vì chúng ta đang học tín chỉ. Cái hồi học kỳ 1 thì chúng ta là chọn mã lớp học phần, nhưng mà từ học kỳ 2 trở đi chúng ta sẽ chọn là mã sinh viên. Các bạn nhập mã sinh viên của các bạn vào, ví dụ như ở đây mình sẽ nhập mã sinh viên của mình. Trong mục chọn học kỳ, các bạn vui lòng chọn cho mình là học kỳ 2 2014-2015. Các bạn chỗ giờ loại thi các bạn chọn là xem tất cả. Sau đó các bạn chọn xem lịch thi. Thì lịch thi chúng ta sẽ có. Còn đây là lịch thi của chúng ta. Các bạn có thể in ra hoặc là ghi lại gì đều được. Và xin cảm ơn.